Xin chào các bạn đang xem kênh của mình ha. Hiện giờ mình đang ở khu vực này, khu vực Hồ Thị Kỷ. Mình thấy bức tường này nó được sơn rất là đẹp các bạn. Bức tường xung quanh cổng trường học Hồ Kỷ này được sơn rất đẹp ha. Còn chỗ này đang tiếp tục sơn gian dở nè các bạn. Đây có hủ tiếu Nam Vang Phú Quý. Đây một cái quán món hủ tiếu Nam Giang từ Campuchia rất nổi tiếng luôn ha. Đi sâu vô nó là hai cái quán lẩu bò cũng nổi tiếng không kém, đó là lẩu bò Hàng Thu, lẩu bò Hàng Thu và lẩu bò phía sau lẩu bò Cô Thảo chính gốc gì đó, người quán cũ chính gốc, quán nào cũng chính gốc đó các bạn, gốc cây đa cây khế cây mận gì không biết ha. Còn chạy vô đây là vô trong khu vực chợ hoa Hồ Thị Kỷ nha các bạn. Đây thấy bán hoa quá trời luôn nè. Đó, hoa quá trời hoa luôn. Ở đây bán vỏ xe ô tô nữa. Hoa cúc, quá trời luôn. Đó, rồi xe ba gác, xe chở hàng quá trời luôn. Đâu cần xanh xách, đâu cần shipper như mình ha. Đó, hoa hồng, hoa cúc. Quá trời quá đất. Hoa nhiều vậy rồi bán không biết sao mà hết các bạn. Nếu bán không hết thì không biết sao để xử lý ha. Chợ quá trời bông mà. Chợ bán hoa quá trời luôn. Trong lòng chợ khá là vắng các bạn, buổi sáng khá là vắng ha. Nó chạy vòng vòng mà rất là gắn luôn. Phía trước có một xe chở hoa quá trời luôn. Đó. Hoa Diễm Chi. Có bán mấy cái hoa cúng nữa các bạn. Đủ thứ. Mình để bán hoa xương rồng 35-40k. Hoa hồng có cái khách này đang ngồi lựa nè. Hoa tư Thu Nga không chụp hình quay phim cười ha. Khách nó đi ngang qua chụp cái lấy gì không cho cắm nó chụp bằng. Bên đây bán vỏ hoa quá trời luôn. Bán vỏ bán chậu nữa nè, rất là nhiều luôn ha. Đó. Quá trời hoa luôn. Đó, có hoa cúng, hoa mừng nữa nè. Mấy cái nèo hoa mừng nè. Trời ơi, giờ chậu chậu quá trời luôn. Giờ mình quẹo xuống đây, vô đây vô cổng chợ, Lê Hồng Phong nha các bạn. Bán đồ ăn đồ uống quá trời luôn ha. Uống rêu nè, quá nè. Đây có tiệm bán chè, chè Campuchia nổi tiếng lắm các bạn. Cái chợ ha. Cái chợ buổi sáng rất là ẩm ức. Đây có bán những món khô của Campuchia cũng rất là nổi tiếng luôn. Cái chợ này Lê Hồng Phong này nổi tiếng ban đầu nó là chợ Campuchia các bạn. Tính chạy sâu vô nữa mà giờ mà phải ra ngoài đường để đón khách rồi các bạn. Sáng giờ ế quá trời ế luôn các bạn ơi. Hôm nay mình chạy 3 tiếng đồng hồ. 3 tiếng đồng hồ hơn luôn các bạn. Được mấy chục ngàn các bạn. Quá thê thảm luôn ha. Giờ mới nhìn được cái cuốc của khách mà các bạn. Chạy ra đường này là con đường Lê Hồng Phong ha. Thì chỗ này chuyên bán chim chó cảnh rất là nhiều luôn.
Hôm nay là buổi sáng chủ nhật nha các bạn. Sáng chủ nhật ha, cho nên nhiều cửa hàng giờ chắc người ta nghỉ chủ nhật ha các bạn. Đường xá khá là vắng vẻ luôn. Giờ cũng 9 giờ hơn rồi các bạn. Mình bắt đầu ra xe từ lúc 6 giờ hơn 6 giờ rưỡi đến giờ mới được có ba cú xe các bạn. Mới được có mấy chục ngàn các bạn. Quá thê thảm, dạo này xe ôm công nghệ hãng nào cũng ế các bạn. Ế nhẹ, ế nhẹ luôn. Hồi nãy mình ngồi với mấy ông tài xế, có ông ngồi tiếng máy cũng có một cuốc thôi các bạn. Đường xá vắng que gì thì đổ khách các bạn. Đường thênh thang. Thôi không có khách thì mình chạy vòng vòng. Mình đi quay phim về đường xá, về những con đường ở trên Sài Gòn hôm nay cho các bạn xem ha. Ở đây là khu vực Ngã Bảy. Ở đây có một cái cây xăng Sài Gòn Metro rất nổi tiếng luôn. Cây xăng Ngã Bảy ha. Các bạn đi đâu mà không vô thành phố không biết đường, các bạn cứ nói cây xăng Ngã Bảy từ từ chỗ này nha, ai biết các bạn. Ngã Bảy duy nhất ở Sài Gòn, Bảy Ngã. Bên kia có quán trà Phúc Long. Phúc Long bây giờ là trong những thức ngành thức ăn, thức uống cực kỳ nổi tiếng luôn các bạn. Doanh thu một năm mình nghe nói mấy ngàn tỷ luôn ha. Được, cực kỳ khủng khiếp các bạn. Ế quá ế à. Mình dừng chân đây nghỉ xíu các bạn. Rồi mình đi tiếp ha. Bây giờ mình cũng đang trên đường Điện Biên Phủ. Mà khúc này là gần khúc cuối của đường Điện Biên Phủ ha. Chỗ này là sắp đến ra cầu Thị Nghè các bạn. Đó. Cầu Thị Nghè. Thì chỗ này bên tay phải của mình là chính là Thảo Cầm Viên, hay còn là Sở Thú nha. Hôm nay chủ nhật mình thấy thì Sở Thú cũng khá đông khách các bạn. Đó, cũng thấy khá đông khách ha. Còn mấy xe công nghệ nằm ngủ chờ đơn quá trời cho bên mấy cái đường phố luôn các bạn. Đó. Cổng ra vô của Sở Thú nè các bạn. Còn đây là cầu Thị Nghè. Xa xa là La Mát 81. Trời xanh mây trắng các bạn. Mọi thứ đều đẹp. Chỉ có cái shipper không có cuốc. Hơi buồn thôi các bạn. Tại vì không có cuốc là ế ha. Ế mất ngõ luôn các bạn. Đây là chung cư Thị Nghè cũ nè, bên tay phải mình nè. Vậy ở đây là mẹ vô khu vực chợ Thị Nghè ha các bạn. Chợ búa sáng sớm. Theo mình biết thì chợ Thị Nghè này là một cái chợ truyền thống, cũng hình như là có rất là lâu đời các bạn, có trước năm 75 luôn ha. Còn đây là mặt sau của chợ Thị Nghè các bạn. Tuyến đường này là tuyến đường Trường Sa ha, là đoạn cuối của đoạn con đường Trường Sa kết nhập Thị Nghè luôn các bạn. Đó, một chú cũng lớn tuổi đi chợ nè. Ở đây thì mình thấy mặt sau lên cuối chợ này nó còn đông hơn cái mặt trước nữa các bạn. Mặt trước là đường Phạm Nhân Hưng hồi nãy các bạn. Đó, em này chủ đề bán cam nè, rau in nổi luôn. Đây bán đồ phụ nữ. 25k siêu rời á. Chợ buổi sáng, chợ Thị Nghè buổi sáng rất đông vui nhộn nhịp các bạn, bán đủ thứ luôn ha. Đi vô trong tiếp đến cổng chợ luôn các bạn. Bán trứng nè ha, rau cải nè,
Đây trái cây chuối, chuối thịt chặt bụp bụp luôn, thịt heo, cam, hành long, quá trời trái cây các bạn, đủ thứ hết ta. Cam đó, đây có cái xe này xe rác đậu cái hết chỗ luôn đó. Đây là cái nhà lồng chợ Thị Nghè ở cái mặt sau đường Trường Sa các bạn. À, mấy cái bán cân gà kìa, còn sống luôn kìa. À, nhịp sống của chợ Thị Nghè buổi sáng rất đông vui các bạn. À, cảm ơn các bạn đã xem video của mình ha. À, kênh của mình là cái kênh đi quay về cái nhịp sống Sài Gòn và những thay đổi hôm nay của Sài Gòn để gửi đến các bạn. À, Sài Gòn của chúng ta thay đổi từng ngày ha. À, bạn nào không ở Sài Gòn khoảng dài 2-3 năm thôi thì sẽ thấy rất là khác biệt đó các bạn. À, cho nên xem kênh của mình, các bạn xem kênh những nút like đăng ký ủng hộ cho kênh để mình đi quay thêm nhiều nơi nhiều cảnh ở Sài Gòn gửi đến các bạn xem nữa nha. À, cảm ơn các bạn một lần nữa đã xem kênh của mình. Xin chào các bạn. À, cái này mình đi ra lại cầu Thị Nghè đây nha các bạn. À, chỗ này người ta cũng tận dụng lề đường cầu mà vẫn bán quá trời luôn, và lâu lâu mình thấy chị tự đô thị người ta cũng đi đủ sùm các bạn. À, rảnh đây là đã đến xe đèn đỏ rồi, ha, cầu Thị Nghè rồi. Xin chào các bạn nha.